Vâng, đây là Kata. Ui dồi, soi thế để ai mà nhìn được. Vâng, Yamato. Vâng, ông này không thèm đóng e luôn. Thế với dân chơi như U97. Vâng, Yamato và Kata. Bên kia không biết là cái gì. Thằng Quân thì là tạm ổn, không xấu, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không đẹp. Bên họ có một Egypt và một cái gì. Kataya đối đầu một Egypt và nghe thế Egypt của tôi thì không tươi thế nào rồi. Vâng, hai ông này thì gần như là khắc tinh của vâng, ông Egypt dường như là khắc tinh của cả hai ông kia. Vâng, Egypt cho son. Vâng, hai quân được gọi là rất khó chịu. Vâng, Egypt thì phù xa, còn cho son thì phù rẻ. Và hai ông phù đều là mắc công nghệ. Ủa, kèo này hơi khó rồi. Liệu anh Yamato có đánh thẳng cung A không? Và có lẽ trận này chúng lại chứng kiến được rất nhiều phù đây. Vâng, người ta gọi, người ta nói chuẩn mấy cái lão già ở phía bên bên của Hà Nội là rất khó chịu. Vâng, những lão già lọ khọ đi rất chậm thôi, nhưng mà có khả năng mà xoay chuyển càn khôn. Và người ta gọi là xoay chuyển càn khôn. Vâng, biến quân của ta thành quân của địch, và biến quân của địch thành quân của ta. Vâng, khả năng hồi máu. Vâng, nhưng mà không có khả năng chiến đấu. Phù Egypt các bạn biết rồi, một loại phù. Vâng, từ khi sinh ra phát. Vâng, sinh ra đã là một lão già. Nhưng mà cái lão già này có cái tầm phù nó là tầm 13. Vâng, 10 cộng 3. Vâng, rất khủng khiếp. Còn ông cho son thì vâng, cho son thì tôi thấy là cái người mà lấy cái quân cho son này nó cũng, vâng, chắc là một cái người cũng đi đi ở Việt Nam nhiều. Vâng, hay đi ra phố Trần Thị Hưng nhiều. Vâng, đã rẻ. Vâng, vừa rẻ lại còn vừa vâng, thấy gà man vào Egypt vào Đồ Sơn, còn cho son thì là Trần Thị Hưng. Vâng, Trần Thị Hưng là rẻ, còn bên kia là chất lượng. Alo, alo. À, vâng, thế còn Zidane này lại bảo là cho son lại Quất Lâm. Vâng, rẻ tiền. Cho son là Quất Lâm. Vâng, thế rồi Trần Duy Hưng là Egypt đi. Ở thì Trần Duy Hưng lại Đồ Sơn. Nhưng mà tôi thích. Vâng, thôi là vui thôi, chúng ta quay trở lại trận đấu này. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng khó đánh hơn dành cho cặp đôi của GameTV. Thực sự là khó đánh hơn. Bên kia thì họ Exit có thể đánh cung hoặc chém tùy. Còn cho son có lẽ sẽ đánh một L, sau đó ra châu P thôi. Và cái quân mà làm bên thương hiệu của Chim Bẻ Nắng cũng là quân cho son. Vâng, cái thời mà Chim Bẻ Nắng mới nổi thì các bạn nhìn thấy rất nhiều trận mà Chim Bẻ Nắng cầm vâng công phu chết đối phương. Công phu không đấy. Chỉ công phu không đấy. Vâng, đến Greg còn cầm vâng công phu chết Yamato của bên lớp đã lên xong cung A hai váy. Mấy cái độ khủng khiếp là như thế nào. Cái điều mà tôi nói là con phù nó có khả năng đảo, vâng, đảo lộn càn khôn, nhưng không phải là không có lý do. Vâng, bài này thì nó một sẽ đánh cái gì đây, một bài mà khung vang trong. Mặc dù nó hơi xấu. Đồ ăn thì là tạm ổn, dừng úp hai bên. Vâng, có liều mình đánh cung ai không? Vâng, đồ ăn là đủ thôi, không phải là quá khỏe. Chúng ta đến với anh máy gửi thủ cầm Kata. Vâng, rất vâng, thấy nhiều người là không thấy mình bình luận. Mình sẽ lấy cái webcam đây cho anh em xem. Vâng, thế như vậy là ôi trời. Và ông làm cái vâng, ông Tenten. Vâng, Tenten cùng cánh U97. Vâng, hơi xấu xí một chút. Vâng, một chiếc BG để ăn tranh. Vâng, nhốt được hai thằng dân. Vâng, mang tiếng là BG ăn tranh, nhưng mà thực ra nó vâng, thực ra để nhốt hai thằng dân. Vâng, nhốt hai thằng dân của bên phía bạn. Mình mất 120 gỗ. Vâng, thì mình lỗ chứ không phải người ta lỗ. Vâng, mình lỗ trong tuần này.
Vâng, mở 120 gỗ đổi lấy 100 thịt. Vâng, một bài mà rất khỏe của U97. Và ăn Hoàng Nguyên hai bãi quả phụ. Vâng, xin ngựa giò nhưng mà còn lâu mới đủ gỗ để có thể xây BM. BM cạnh BB. Tí nó phá BB ra xây BL thì phải đáng lòng không? Một tí nó có ngay cái BL ngay trong nhà của mình. Phá BB không xây BL, đúng rồi. Vâng, bây giờ thì bắt đầu đào vàng. Vâng, đây là game thủ cầm Egypt. Không biết Egypt đánh cái gì. Vâng, hai con dân đang đứng quay tay. Vâng, vẫn đang quay tay thôi. Không biết là U97 có chém chết được game thủ cầm Egypt hay không. Chém chết phát thắng luôn. Vâng, đánh cung. Nhiều khả năng là cung thổi phù. Cung thổi phù có quẩy. Quẩy để làm gì đây? Vâng, ăn hai con dân này. Cũng được. Vâng, làm cái BL nó cho mát. Đúng rồi, trong này làm cái BL mát quá. Vâng, làm mát quá, đúng rồi. Vâng, tự nhiên có con dân trong này. Vâng, cảm ơn về lớp đã nhốt dân. Ơ, nhưng mà cẩn thận, họ có T. À, có T. Vâng, tôi thấy dân mất máu. Đúng là có T, vâng, hơi đen dành cho em tôi. Vâng, hơi đen một chút. Đóng được cái BL trong này thì nó là mắc bình. Vâng, đây là mảnh máy của thủ nô 1. Đóng, nó có hốc. Vâng, IA đối đầu cho Son. Thế vậy là tất cả những lợi thế của IA, lợi thế bằng tiện phù được con ngựa giò. Vâng, rất hên. Vâng, lợi thế IA, lợi thế sóc những con chém rẻ. Vâng, nông dân làm ăn nó nhanh hơn. Nhưng mà khi mà đối đầu cho Son thì lợi thế đã mất. Bởi vì kia là nó sẽ đánh chay phù thôi. Chay phù và bơm thịt gỗ cho game thủ cầm Egypt sóc quân. Vâng, có cái gì đây? Vâng, có quẩy tên này, lạc đà là khá đông. 2L và nhiều khả năng sẽ ok. Vâng, làm một T trước. Vâng, một tên tạt cánh đến từ game thủ màu 6 thủ nhím. Công phù đập dần, vâng, đánh như solo. Vâng, được không? Vào, 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 vào. Không được, trời ơi. Trời ơi, vâng, con quẩy thắng con cung tê. Rất dị, vâng, con quẩy thắng con cung tê. Vâng, con quẩy rất khỏe. Vâng, tôi giả vờ như thế đấy mà anh em. Vâng, chặt cố. Giờ đây, vào. Không vào được, một bài công phu đập dần. Tham lai là 3-2. Không có thịt để sóc con cung tê. Hơi đen một chút. Vâng, bên kia đang rất vất vả, bên kia vẫn chưa cung rờ. Một bài yếu ở thủ màu 4. Bắt đầu có con cung rờ đầu tiên. Vâng, không có thịt này. Vẫn công ca. Vào! Vào rồi! Mát quá, mát quá. Vâng, vào rồi, bây giờ thì chạy đi đâu? Vâng, chạy đi đâu đây? Vâng, họ chạy ra ngoài. Và bên kia là màu 6 vẫn đang lợi dụng cái thời cơ mà U97 đang rất mất tẩy bên này. Và anh người ta gọi là thừa nước đục thả câu. Bên anh đang chặn rất rát những con nông dân của game thủ U97. Nhưng mà dù sao U97 cũng đánh được mất nhà chủ bên này rồi. Vẫn còn một ốc nhỏ sinh ở trong cái chỗ này. Vâng, câu nước, câu được nước thì là quá mát. Vâng, màu 7. Đây rồi, đập đi, rồi nổ. Nổ. Vâng, rất nhiều nông dân sửa. Vâng, số nông dân sửa nó còn nhiều hơn số nông dân đập. Vâng, bây giờ không biết làm gì, gỗ đang rất nhiều. Không biết ông thần thì muốn làm cái gì đây. Vâng, nếu như ôm bom thì nhiều khả năng phải xây ca. Vâng, một lời công ca nhiều khả năng là màu 4 chết luôn. Vâng, tôi thấy màu 4 không thủ phù. Màu 4 đánh vâng, màu 4 đánh chạy cũng được. Ô, la 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 la. Vâng, cái gì đây? Cái gì đây? Vâng, hơi liều mạng. Vâng, quay mảnh máy lên No1 nha. Vâng, xem No1 còn thở không. Vâng, No1 đã bị công phủ. No1 lên cung A. Nhưng mà bị họ công phủ chết. Hiện tại đã bị OBA rồi. Rất nhiều phủ đến từ game thủ cầm cho Son. Cho sâu. Vâng, 3 nhà bè đang sắp rất đều. Và bên kia thì Egypt là một bài yếu. Và thế mà No1 lên vâng, lên được khỏe, lên cũng là khỏe thì có lẽ thằng cửa thắng vẫn còn 43/52. Chặt gỗ 2 luôn.
Vâng, chặt gỗ 2 sớm thế hả trời. Đợt trước tôi thấy ông là ông solo AC chắc phải phút thứ 30 mới lên chặt gỗ 2 mất. Hơi ở dạo này không biết bị ai chỉ trích mà lên chặt gỗ 2 sớm thế rồi. Rất nhiều phù. Trời ơi, phải nói tầm hơn 10 phù ở trong tôi này. Vâng, mơ 4 sang đây góp vui luôn. Vâng, tiếp tục là bị phù những con hoa. Vâng, vâng, nếu mà đánh không cẩn thận thì tí nữa cung A của họ nhiều hơn cung A của mình. Vâng, quá nhiều phù. Vâng, tầm xa của phù là cao hơn tầm xa của những con cung A. Vâng, được bơm một chút vàng để sóc thêm những con cung A. Vâng, bên kia thì vâng, bên kia là ông 14 có đúng 4 con cung A thôi. Các bạn đủ biết bài của Ten Ten yếu như thế nào. Vâng, là đang đẩy lui được cái đội phù của game thủ nhím. Vâng, với lớp là một game thủ không phải là có quá nhiều tay. Vâng, vừa đào vàng và ui, nhiều ruộng thế là rồi. Một bài mà nó bột ra được rất nhiều ruộng. Đánh chém chuyển A. Hợp lý. Đẩy luôn thôi. Đẩy luôn thôi. Vâng, bên kia thì chiến sự bên kia đang rất căng thẳng. Vâng, thấy chèng chèng nãy giờ. Vâng, tham mai là 27. Vâng, lọt được vào hốc của game thủ cầm exit. Vâng, rất hay. Vâng, Ten Ten ngày hôm nay chưa thể hiện được khả năng của mình. Mặc dù lúc đầu tôi đánh giá Ten Ten đánh giá khoảng tầm 1/3 của tôi. Ngày hôm nay thì chưa được 1/3. Vâng, bây giờ thì bị bắt cùng một pha về của Ten Ten. Vâng, nhưng mà vẫn thoát. Vẫn thoát được. Một khe rất hẹp nhưng U97 có thể gọi chui khá chuẩn. Tốt. Vâng, nhưng mà lạc đà toàn thông minh 3/4 thôi. Vâng, đoán được lý quần đối phương. Vâng, tham đang đè, nó một đang nở ra là siêu to. Vâng, tham là 6x, đẩy chết kiếm thủ cầm cho son. Sau đó thì muốn làm gì làm, vâng, cứ đẩy chết ông cho son xong muốn làm gì làm. Egypt bên kia là yếu như con khiếu. Không có thể khỏe được. Vâng, tiếp tục là phù, bây giờ phù không có tác dụng khi mà cung A tụ lại đâu. Alo. Vâng, thế như vậy là 3-1 dành cho thủ bên phía team Gen V. Một trận đấu rất hay của U97 cũng như N1. 3-1 ở trong đấu đầu tiên, 1-0 với C và chúng ta đến với CO tiếp theo, CO thứ 2.